Chào mọi người, video này Trần Khánh sẽ hướng dẫn các bạn cách đệm hát trên một cái bộ giọng ca sĩ tách là được tách ra với nhạc rồi ha. Tức là mình sẽ tập đệm trên cái phần mà đã lời vocal, tức là cái giọng của ca sĩ đã tách nhạc ra rồi, chúng ta sẽ đệm trên cái đó ha. Thì các bạn nào mà đã từng mua Sampler rồi á, thì trước giờ chưa có cái bộ này, thì bây giờ các bạn muốn cập nhật á, thì các bạn có thể gửi mail hay là Trần Khánh có thể gửi USB tới các bạn để cập nhật miễn phí nha, cập nhật miễn phí bộ này. Còn những cái bộ bạn nào mà mua Sampler mới thì bây giờ mua Sampler mới thì trong đây nó sẽ có cái bộ này luôn, chúng ta không phải sợ tốn phí như bộ này hết. Ok, rồi bây giờ trước đó có cái bộ MIDI song thì các bạn sử dụng trên cái bộ MIDI song cũng rất là tiện, tại vì rất là nhiều cái đàn đọc được cái bộ đó. Còn cái bộ này là những cái đàn giọng đa số cấp cao đọc được MP3 chúng ta mới đọc được cái file này nha. Rồi, và đặc biệt cái file này các bạn chú ý nè, nó không bao giờ sạch. Tức là cái giọng ca sĩ nó sẽ có một cái phần na ná, phần nhạc nhỏ nhỏ trong trọng. Và cái phần nhạc cũng vậy, khi bạn tách nhạc làm nhạc beat nên nó cũng có một phần nhỏ nhỏ giọng của ca sĩ trọng. Tức là bây giờ chúng ta không có phần mềm nào để tách ra được hai cái phần này một cách sạch sẽ ra với nhau được. Tại vì nhạc hiện nay là chúng ta đã không còn là kiểu như là nhiều track như hồi xưa rồi, tách track rất là dễ. Còn bây giờ đó là dòng nhạc mới, bây giờ người ta mix lại thành một track hết rồi, chúng ta có tách được nữa đâu. Cho nên các bạn thấy mà cái giọng ca sĩ nó có na ná phần nhạc có đó là bình thường. Bây giờ cái chế độ là vậy, bây giờ là như vậy hết rồi ha. Không có phần mềm nào tách được rồi, cái đó là vấn đề đó được hết đó. Rồi. Bây giờ đầu tiên các bạn muốn vô cái phần này thì các bạn nhấn cho mình ở dòng edit ha. Các bạn nhấn cho mình ở trên màn hình nó có chỗ audio nè. Giờ một audio nha. Rồi. Thì một giờ một audio thì nó nổi ra hiển thị như nè, các cái dữ liệu của Trần Khánh vậy ha. Thì các bạn phải vô cái mục này giọng ca sĩ này, các bạn thấy không? Đó, chúng ta nhấn vô giọng ca sĩ. Ok. Rồi. Khi mà vô đây thì nó rất là nhiều bài. Thì các bạn chú ý những cái bài này á, các bạn thấy nè. Ví dụ đập vỡ cái đàn này các bạn thấy không? La thứ 83, có nghĩa là nó sẽ cho các bạn biết tại giọng ca sĩ đang hát ở tông la thứ và tempo của bài này là các giờ ca sĩ sẽ hát ở tempo 83. Thì các bạn có thể chọn điều phù hợp. Rồi ví dụ mình chọn bài khác nào đó, bài nào cũng có nha các bạn. Thí dụ muốn để thấy rõ hơn á thì chúng ta có thể là chúng ta các bạn nhấn E6 nè cho ra màn chính nè. Ở đây nó sẽ có nè, demo tình lẻ nè, đang nguyên hát nè, tông đô thang thứ nè, các bạn thấy không, tempo 85. Rồi ví dụ mình để bài này đi ha. Rồi để bài này thì mình chú các bạn chọn điệu rumba, chọn điệu rumba ha. Mình chọn cái điệu bên đây là mình chọn riêng rồi đó không. Bây giờ mình bắt đầu mình chọn điệu để mình đệm nè. Chọn điệu rumba nè, tempo là 85 nè, chúng ta tăng tempo lên 85 cho nó bằng luôn ha. Tông cái bài này là tăng tông đô thăng thứ các bạn. Rồi tông đô thăng thứ, đô thăng thứ nếu trường hợp các bạn đàn trên cái tông la thứ thì chúng ta sẽ chỉnh trên bốc lên nha. Cộng trên bốc lên là cộng 4. Đây cộng 4 trên bốc đây. Để cho nó này cộng 4, để cho chi cái tông lặn cho nó ra là tông đô thăng thứ. Ok ha. Giờ coi như chỉnh tempo rồi ha. Trên bốc rồi ha, các bạn sẽ đệm trên la thứ ha. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đệm thôi. Này các bạn chú ý nè, rồi bây giờ tiếp bước tiếp theo các bạn chú ý này. Thì khi mà tôi có thể là giọng ca sĩ nó sẽ lớn hơn tiếng nhạc, và tiếng nhạc lớn hơn giọng ca sĩ. Vì các bạn muốn chỉnh lại sao cho nó đồng bộ, cho nó đều nhau á. Theo ý của các bạn thì ở giao diện đây chúng ta có thấy cái chữ mixer nè các bạn, nhấn chữ mixer ha. Rồi, ở ngay chỗ này các bạn sẽ nằm nhớ cho mình một cái đây là một panel nha. Panel nằm bên đây là panel. Và cái mục dưới đây là band set volume ha. Phải nằm hai mục này nhé. Rồi. Thì ở đây nó có cột style, cột multiband, lap ray 1, ray 2, ray 3 nè, đó các cột đó ha. Thì đây là cột điệu rồi, chúng ta tin nếu mà chúng ta chơi thấy lớn quá, chúng ta chỉnh cái cột này cho nó nhỏ xuống. Và thí dụ nếu tiếng lớn quá thì audio nè, chúng ta có thể chỉnh cho cái thông số cho nó vừa, tức là hai bên hai cái cột này làm sao cho các bạn chỉnh làm sao mà cho nó vừa thôi. Ví dụ giờ mình nghe thử nha. Chúng ta phải nghe thử rồi chúng ta mới chỉnh cái cột đó lại bằng nhau được. Các bạn phát ở chỗ này nè. Phát này là phát cái giọng ca sĩ ha. Đây. Ở đây là chúng ta chuẩn bị sẵn accord rồi ha, main rồi hết ráo ha. Đặc biệt rồi cho cái nút start cái sáng để gì khi người ta sẽ hát xuống nhịp á. Thí dụ ha, bây giờ xuống nhịp cái chúng ta bỏ vô luôn. Để các bạn thấy nè. Đó. Rồi chuẩn bị ha, giọng cái sĩ phát ra nè. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi lời tơ duyên xưa còn hay mất. Đó. Mai chiều dụ vậy ha. Nice. Mình thấy cái tiếng của ca sĩ nó còn lớn á, còn lớn hơn nhiều so với cái tiếng đàn của mình. Đây, đúng không? Thì chúng ta có thể chỉnh cái cột này cho nó nhỏ xuống tí, cho nó vừa ha. Rồi. Đó, ta hay đó.
Rồi, đây cái này vậy, rồi, còn cái này rồi, xong. Cái đó là cái phần mà chúng ta sẽ phối hợp giữa cái điệu và tiếng sao, làm cho nó điệu và cái tiếng sao cho nó lớn nhỏ sao cho nó cân bằng để các bạn dễ đệm ha. Rồi, tiếp theo tại vì do mình có cầm có một cái tay mình khó thao tác hơn. Rồi. Rồi các bạn chú ý cái khâu này nè. Ở trên đây nó có cái nút dè và cái nút tới. Thì cái nút này á, thí dụ mình đang phát giữa chừng phải không? Cái này chúng ta nhấn nè. Thì chúng ta nhấn nút này. Nó sẽ dè lại từ đầu. Lỡ chúng ta đang hát cái gì sai hay đệm gì sai, chúng ta dè lại từ đầu ha. Dè lại từ đầu. Rồi. Còn cái nút này làm gì? Cút này chúng bạn bấm bấm nét á, nó sẽ rồi, các bạn hiểu vấn đề à? Cái nút này nét là nó sẽ ra qua bài khác nha các bạn. Nét này nó qua bài khác. Rồi. Còn cái nút này á, là nó trả lại từ đầu. Rồi. Các bạn nhớ nôm na là cái nút này sẽ trả lại từ đầu và cái này nét qua bài tiếp theo. Còn cái nút này tại sao nó không nét lại, nó không dè lại cái bài. Nút này vẫn dè lại bài trừ trường hợp các bạn chưa phát cái nút này. Đó, thí dụ nó đang ở một cái bài nào đi. Nó đang ở bài nào thì không biết, giờ mình bấm dè vậy là nó sẽ dè lại một cái bài khác. Chưa, với điều kiện các bạn, cái nút này chúng ta chưa phát nha. Cái này là dè lại nè, cái này là tới bài khác nè, dè lại nè. Đó là như vậy. Còn khi mà các bạn đã phát cái nút này ra rồi thì cái nút này nó không có dè lại mà nó dè là từ đầu. Các bạn chú ý chỗ này nha. Thì các bạn cứ dọc đi rồi các bạn sẽ hiểu ha. Nôm na là như vậy. Đó, là cái phần đó là coi như là mình đã nắm được là thế nào là đệm trên cái này rồi ha. Đó. Rồi, ok. Đây đặc biệt là một, những cái bộ giọng ca sĩ này nó không có được nhiều bài đâu bạn, ngoài 200 bài thôi. Nhưng mà các bạn đặc biệt chú ý nè, nó sẽ có những cái điệu riêng biệt. Thì các bạn chỉ cần chúng ta đệm, thì rumba chúng ta chỉ cần 3-4 bài rumba là các bạn có thể đệm và chúng ta chơi được rồi. Chỉ cần biết cách đệm tông thứ, tông trưởng, rồi cách đệm, cách dằn như sao đó, thì như nào đó thì các bạn cứ tập. Một điệu mà chúng ta tập vài ba bài là được rồi, chứ không phải là nhiều bài. Nhiều bài mà các bạn thì nó na ná, cách đệm nhau giống nhau thôi. Tại vì chúng ta tập đệm mà. Rồi tập nghe, rồi bỏ hợp âm, cảm âm làm sao cho nó phù hợp. Đó. Rồi các bạn nha, chú ý thêm cái này. Khi mà đệm trên cái này á, là các bạn phải chú ý là cái phần intro, cái phần gian tấu và cái phần kết ao là các bạn phải tự tập riêng. Cái này nó chỉ là cái nền lúc người ta hát đó, mình tập trên đây. Còn cái phần đầu là các bạn phải tập intro, phải tập cho kỹ, tập cho giỏi. Nếu các bạn muốn học làm nhạc công á, thì cái phần intro các bạn phải tập cho kỹ nè. Rồi cái phần gian tấu nè. Rồi cái đó chúng ta phải tự ấy. Thí dụ mà chúng ta đang phát ở đây đúng không? Người ta đang phát giọng ca sĩ thì có một cái đoạn gian tấu á, thì các bạn trong thời gian gian tấu với cái kia mình đâu có biết sao trùng khớp đâu. Lỡ thí dụ mà các bạn có thể gian tấu thì nó còn chưa xong mà ca sĩ nó vô rồi chúng ta cũng phải ngưng, chúng ta phải theo nó, theo cái giọng đó luôn. Ok ha. Đó, theo cái dòng này luôn. Đó. Có nghĩa là intro, gian tấu và kết nào chúng ta phải tự tập riêng, còn này sẽ hỗ trợ đó thôi. Nhưng thí dụ các bạn cái phần sử dụng cái phần mềm này á, thì nó hỗ trợ cho các bạn cái việc này, thì theo mình á, thì mình cũng không khuyến khích dùng cái này. Các bạn cứ sử dụng trên cái bộ MIDI xong là chúng ta có thể là sử dụng được rồi, không cần thiết phải cái này. Bởi vì có những cái dòng đàn cao cấp mới đọc được cái này, còn những cái dòng đàn kia thì nó không đọc được thì sao, đúng không? Thì đương nhiên là các bạn có sử dụng cái phần MIDI xong đi. Chừng nào nếu như mà các bạn cần thiết sử dụng cái này thì chúng ta mới sử dụng tới. Và đặc biệt khi mà ai sử dụng cái bộ này thì các bạn đã phải biết đàn độc tấu rồi nha. Chúng ta phải biết chơi được rồi chúng ta mới tập điểm. Các bạn đừng bao giờ là chưa học độc tấu, chưa biết gì, chưa cảm âm, chưa được gì ngón, chúng ta còn cứ ngắt. Thì các bạn đừng bao giờ học tới cái thao tác đệm hát. Cái đó là cái bước nhảy giọt mà nó không cần thiết và nó sai phương pháp âm nhạc. Nếu các bạn tập không khéo thì mai mốt chúng ta không có chơi độc tấu được đâu, rất khó nha các bạn. Cho nên học âm nhạc phải kỹ, từng bước, tại vì nếu mà lớp 1 tới lớp 9 các bạn không học, chúng ta bay vô chúng ta học lớp 10, học lớp đại học là sao học được. Rất là khó nha. Cho nên là các bạn đừng có suy nghĩ là sao mà vô tập điểm hát tập hoài tập được tập khó. Tại vì cái nền tảng cái độc tấu cảm âm chúng ta chưa có thì chúng ta tập cái này rất khó ha. Các bạn chú ý cái đó để nhiều khi các bạn thắc mắc tại sao chúng ta điểm khó quá. Dạ vậy ha. Rồi các bạn nào thấy muốn cập nhật cái bộ này á thì báo cho Trần Khánh để cho cập nhật cái bộ này đã từng mua sâm lơ nha. Còn các bạn nào mà muốn mua sâm lơ mới bây giờ thì trong đây nó sẽ có cái bộ này luôn. Ok ha. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Dạ, bye bye.